Thưa quý vị, được tin vụ động đất lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, nhiều nhà cửa và cơ sở vật chất bị hủy hoại. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư thăm hỏi chia buồn tới Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Mutafa Sentop, Chủ tịch Quốc hội Syria Hamuda Yosef Sabat và Quốc hội Nhân dân hai nước. Trong bức thư, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã bày tỏ tin tưởng nhà nước và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ cũng như Syria sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, thách thức, ổn định đời sống kinh tế xã hội, khẳng định Việt Nam luôn sát cánh cùng nhân dân hai nước, sẵn sàng tham gia cùng cộng đồng quốc tế, hỗ trợ Syria và Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả trong khả năng của mình.